Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn tham gia whitelist của dự án Ondra NFT nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video của mình mở link phong các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào Khomi nha các bạn. Các bạn đăng ký một tài khoản nha các bạn. Feed name thì các bạn ghi họ, nghĩa là tham gia chính sách chào đó các bạn. Huỳnh Văn. Tiếp tục các bạn điền email các bạn vào các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào sign up. I am in. Sao kỹ ta. Rồi sau đó các bạn vào mail, các bạn check mail các bạn. Rồi. Rồi tem verify nè. Rồi các bạn bấm vào một verify nha các bạn. Verify mail asset này gì ta. Rồi các bạn chỉ link ghép mà chia sẻ cho bè nhà người thân để nha các bạn. Rồi vậy để vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.